Xin chào anh em nhé, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn anh em đi chơi và đi thả diều, giao lưu và gặp gỡ một nghệ nhân trẻ anh em ạ, ở trên nhà anh Nguyễn Đình Dương. Đây là mình gần đến nhà rồi, thấy anh Dương anh bảo nghệ nhân này trẻ. Đây là một nghệ nhân trẻ, lấy ông ấy trêu là 70 tuổi, mình nghĩ là chắc là 7 tuổi à. Đéo có chuyện 7 tuổi là học lớp mấy à các bạn nhỉ? 7 tuổi là 6 tuổi lớp 1 đến 7 tuổi lớp 2 à. Lớp 2 mà tự biết làm diều là thuộc dạng đẳng cấp đấy anh em ạ. Nhưng mà bây giờ thì mình phải lên nhà và gặp gỡ giao lưu mới biết được. Ngày hôm nay thì gió này. Ngày hôm nay gió nó không được to. Thế cho nên là anh em sẽ được gặp gỡ và giao lưu nghệ nhân trẻ. Trẻ thì lại kè đi đôi với lại một con diều nhỏ. Đấy. Diều nhỏ các bạn ạ. Này tránh vào đây để xe to nhỉ. Tí nữa đến nơi thì mình sẽ cho các bạn xem nhé. Chứ còn đây được rồi. Cậu này phải tránh. Đấy, ông này tránh cho mình đi chứ. Ok. Mình gần đến nơi rồi. Chưa biết mặt mũi cậu này nó như thế nào, nhưng mà đầu năm nay mình nhớ không nhầm thì mình giao lưu toàn các nghệ nhân trẻ thôi, chưa có nghệ nhân nào có tuổi cả. Toàn trẻ tầm lớp 7 lùi các bạn. Ngày hôm nay nó hơi có gió này, mình nghĩ là các bạn sẽ được đi test diều cùng anh em mình ấy. Vui đấy. Video này có khả năng mình thấy nó vui đấy, tại vì được đi thả diều, tại vì nó có gió. Chứ bình thường mà nó không có gió thì không làm gì được anh em ạ. Nó phải có gió cơ. Thế ok. Đó, đường làng lắm xe quá. Ok các bạn, mình tí nữa đến nơi mình sẽ cho các bạn xem nhá. Để bây giờ mình tập trung đi xe đó, đông quá không tránh được. Ok. Đây các bạn ạ, giờ mình mới có mặt ở nhà anh Dương từ đầu năm đến giờ. Vẫn đang làm hàng cho khách. Đấy, rất đông khách luôn. Đây là tất cả những cái trứng mà không đạt trong trứng gì đây? Trứng khủng long. Khủng long, đục biến à? Đang lên hàng cho khách hả anh? Đang làm mấy con đây anh, hay có đọc con này thôi? Còn mỗi ngày sau lại là ngày mấy ngày rưỡi là một con. À. Cứ làm con nào xong đấy luôn. Không kịp thời gian trả hàng cho khách. Em đi ăn cái tao. Tao không đi. Em năm nay bao nhiêu tuổi? 11. Đúng rồi, 11. Học lớp mấy? 5. Học lớp 5 à? Diều này là diều mua à? Ai ở X-Men à? Anh Dương này. Đi chơi tí. Đi. Ra đây. Thả đâu em? Thả ngay ngã ba luôn à? Ai giờ? Mày đỗ lại cho anh review thì ai ra ngã ba đây? Rất VIP luôn. Trả lời nó rất thẳng thắn và thực tế. Làm một ngày, cho một ngày. Con diều này tự làm à? Vâng. Mấy mét đây? Tròn 2 mét. Tròn 2 mét luôn. Đậu xem nào. Ai à? Ăn nèo gần giữa các bạn ạ. X-Men luôn. Siêu phẩm X-Men luôn. Nó gần nhà anh Dương không bảo anh may cho cái áo. Có, con đi một cái quần. Chú bảo lúc nào chú may cho. Lúc nào mới may cho à? Đợi cái lúc nào lâu lắm. Thôi cứ làm con X-Men như thế này cho đẹp. Anh em ạ, tận dụng 5.000 băng dính thôi là các bạn đã có một con X-Men để chơi như thế này rồi, rất đẹp. Đấy. Học lớp 5 à? Học lớp 5 mà tự làm được cái con diều 2 mét như thế này là đẳng cấp ấy. Từ từ để anh review qua con diều phát. Sáo một bên nó bị hỏng rồi. Sáo một bên bị hỏng rồi. Bị bổ ấy. Đợt trước bị bổ à? Vâng. Cái miệng này nói thật với các bạn là bao líp luôn. Thấy chưa? Vâng. Không cần. Khóa điện tử. Biết bao giờ nó hết được điện anh? Đi ô tô còn lo hết điện. Nhưng mà kéo. Chẳng có lúc quên. Để mình thổi cho các bạn nghe. Ấy à, cái loại mắt này anh phải công nhận bao líp không? Nghệ nhân 80 tuổi làm. Nghệ nhân 80 tuổi làm con diều này á? Đấy. Đây đây, nghệ nhân này làm trong vòng một ngày đấy. Rách rái. Vâng, mỗi bên rách một tí, mỗi bên rái rách một tí là rất đẳng cấp luôn. Lấy con miếng này dán vào. Em nói thật, anh Dương. Chỉ cần ví dụ như là tất cả anh em chơi diều mà 100 người chơi diều mà 99 người mà như cái thằng này là anh không may được áo bán cho ai. Không. 5.000. Nó vừa đặt anh này áo mà. 5.000 băng dính.
X-Men luôn, không phải may. Chỉ với 5.000 thôi là đã có con X-Men để chơi rồi. Nó mới nghiện. Hả? Nó mới nghiện. Nó mới nghiện à? Ừ. Nó bắt đầu ngấm vào nghiện rồi đấy. Nó vừa đạn anh kia. Xin chào các bạn đi con. Xin chào các bạn. Bảo chào đi. Bảo chào các bạn đi. Làm cho vào một ngày xong con diều này. Con không đàn em thằng nào. Con này là cậu này, cậu mới làm đâu kiểu để cánh nó cong không? Để cánh nó cong cho nó dễ lên. Làm con rể chú không? Nhân tương lai. Anh Dương anh vá hộ rồi. Lại rách tiếp à? Con này lên bao giờ chưa? Lên. Vào các loại gió luôn. Có đỗ đêm phát nào chưa? Chưa. Chưa đỗ đêm phát nào? Không có đèn để đỗ đêm á? À, thế mấy cậu này có chơi diều không? Cậu này không chơi à? Guồng này em cũng mua. Guồng, cái này cũng mua. À, nó chịu khó đầu tư. Mỗi một lần thả xong là lại phải vá lại một phát à? Hay chưa? Mỗi một lần thả xong rồi. Mỗi một lần thả xong là dán lại một tí. Mày đâm đèn kia, lên mà gió này lên luôn. Không, chú thả hết rơi cho mày. Đâu? Đưa, đi đâu ở đâu ấy? Đây, thẳng nèo không phải khóa, nèo rất rộng luôn. Không ăn, phải khóa. Nèo giữa luôn. Ăn gần giữa. X-Men. X-Men xanh. Con này nhìn là ok phết đây, đùa. 2 mét tròn. Con này phải thêm sáo chứ thế này là đít nó vẫn hơi nặng sao ấy. Nhìn đấy, cồng kềnh quá. Em biết làm diều từ năm mấy tuổi à, học lớp mấy? Biết làm diều từ năm học lớp mấy? Lớp 4 biết làm à? Thế là biết làm diều cách đây 1 năm. Nghiện nhân tương lai và nghiện nhân trẻ. Đây. Anh Dương anh hay bắt à? Anh Dương anh hay bắt là trẻ con lắm, toàn bắt nó đi đâm. Toàn bắt nó đi đâm rồi. Đáng là anh phải đi đâm cho nó cầm dây đấy. Được, giỏi. À, học lớp 5 mà trong vòng 1 ngày mà làm được con diều 2 mét thì chơi là hơi đẳng cấp ấy. Ờ à, cái anh em để ý cái lỗ ở khung cái ấy là lỗ xiên luôn. Lỗ ở khung cái là cái lỗ xiên. Chứ không phải tiêu. Anh bảo bác đỗ ngoài một tí đợi em tí. Từ từ nhá. Từ từ nhá, cuôi khả năng ở đấy được rồi đấy. Được rồi. Từ từ. Để anh ra anh xem. Anh ra anh cho mọi người xem con diều này nó lên như thế nào. Em có bán con diều này không? Không, không bán. Tầm bao, nếu mà bán thì tầm bao tiền? 200. 200 cả diều cả sáo. Ừ. Wow. Nhưng mà sáo vỡ như này phải bớt đi chứ. Tầm 150, 100 thôi, có bán không? Có, thế thì bớt cho 50.000 thôi. Bớt cho 50.000 thôi à? Ây giời. Vua mà cả. Thế là đẳng cấp. Đi. Đâm chưa? Nào chuẩn bị. Căng hết cỡ thì gãy khung luôn. Đâm chưa? Ê. Yeah, yeah, là khớp mà. Yeah. Yeah. Thả đây anh ơi. Rồi đúng rồi, xuống xuồng rồi. Tiếng sáo thì không nghe. Không nghe thấy tiếng sáo ở đâu cả. Toàn nghe mới lại mà thương nhau hay cái gì thôi. Mẹ đẳng cấp thế nhỉ. Chỉnh nhau sang bên này à? Mà này anh chỉnh nhau. Hiếu đang cầm máy quay. Hiếu đang cầm máy quay. Nào. Cầm đây rồi anh. Ok anh. Nào. Thế này nó ở giữa đấy. Nèo giữa à? Rồi con này ăn nèo giữa luôn. Ok. Đi đâm đi em. Tiếp tục. Thái được. Đi. Xứng đáng 10 người yêu. Vua mặc cả. Nó có 20 người yêu đấy. 20 người yêu cơ á? Ghét lắm. Thế em có người yêu nào chưa? Chưa. Nó cũng có rồi à? Yêu phải cưới nhá. Muốn lấy vợ chưa?
bé bé nhưng cái dé nó to vẫn lấy được. Nói thật với anh em là con diều này thì anh em chỉ nhìn thấy nó lên thôi, chứ còn để mà nghe tiếng sáo của nó thì không nghe thấy đâu cả, phải lắng nghe. Một cái loa có gió đấy, có gió đấy. Được chưa? Rồi từ từ nào, ấn căng vào, ấn căng vào nào. Ai là lại còn có cả cậu cầm dây kia hả? Ê được đấy, đúng là đâm diều khủng. Căng hết, hết rồi. Căng hết. Ấy da, ba anh em hỗ trợ đâm rồi. Anh kéo căng ơi, kéo căng ơi. Kéo căng ơi, ba thằng nó kéo mà. Bỏ tay em, bỏ tay ra, vui đi. Bỏ tay em. Qua là, qua là, qua là, qua là. Con nào kiểu nèo hớt ấy nhỉ? Ô, con này kiểu như nèo hớt ấy. Nèo bị hớt à? Nèo hớt rồi, thả đây, thả đây. Thả đây, em cho nèo xuống. Em hãy cầm diều ra đây, anh chỉnh nèo xuống cho. Nèo cao rồi. Được đấy, hạ đẹp đấy. Thôi, cho nó xuống đi. Ôi giời, thằng này nó con diều này mỗi một lần thả xong lại vá một tí không em, bắt đầu lại chỉnh nèo tí các bạn ạ. Nào đây, cầm cầm hộ anh nhé. Quay về đây. Mà xem tivi nhớ, mà xem tivi. Con này nó đi đằng sau đi cắm nhỏ phải cầm nước chú. Kéo ngang, kéo ngang hả? Ây da, ây da. Cho chú Dương, cho chú Dương kéo tí nữa chỉ có ngao bụp ấy. Thế à? Chỉ có ngao bụp à? Nào. Ui. Ra đây ơi. Ơ tắt rồi à? Được rồi. Tắt rồi còn lâu nữa. Chú qua sói ở nó đây. nó bị đen rồi. Hai bạn ở được rồi. Lên. Đấy. Cho đèo lên cái ok ngay. Siêu phẩm. Nghệ nhân số 1 chơi số 2. Alo. Nghệ nhân làm diều phắc kia. Nghệ alo. Nhân số 1 chơi số 2. Cầm cái máy quay cho chú đứt tay luôn. Lên không anh ơi? Ông có lên không? Lên không? Đâu rồi? Thằng Diêu lên đấy. Lên đấy, lên đấy. Cố cho nó lên đi. Quả là đường khó đi quá kìa. Toàn cứt chó ấy. Ôi. Lên đấy, cố cho nó lên anh ơi. Nào, lên đi. Quả này vui ấy nhỉ. Ê. Khả năng lên đấy anh em ạ. À, hai bố con giằng dây nhau rồi. Con rốt cho dây mà thả diều. Ai rồi. Ôi trời mệt thế nhỉ. Sao mình sao cứt thế sao ấy. Con chuột chết rồi. Nào. Thiệt rồi, mình xéo vào bà mụ thôi. Hết rồi à? Con này đẹp mà nhỉ? Hả? Ủa lên nhìn đẹp mà. Kéo về tận đây à? Kéo về tận đây à anh? Chú cũng kéo được. X-Men chính Mỹ à? Cố. Rồi.
ruộng. Rồi, xuống ruộng rồi. Đẳng cấp à? Ngoa ngoa nè. Ngoa lầu cầy. Cầy này. Sáo 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 nó bùn. Ngoa lầu cầy này. Đúng không phải dầu của mình. Anh Dương muốn được dầu có phải dầu của mình không? Anh Dương dầu. Ngoa phá không? Anh Dương. Thế bây giờ chốt lại con này là bao nhiêu tiền hả cu? 1.000 này. Con sao? Không sao rồi đẳng cấp. Con này 50.000 cả diều cả sáo nhá. Được không? Hết bao nhiêu? Mặc cả 150. 150 á? 100 thôi. Con này chỉ 100 thôi nhỉ em nhỉ? Con này chỉ 100 thôi. Tại vì nó rách lung tung mình không sáo lại còn vỡ nữa. 100 được không? Được, thế cũng được. Ok nhá, anh em nào kết liên hệ với lại chủ thớt nhá. Ôi, xong đi đâu giờ chú? 1 lít. Rêu chú mà lên được. Anh thấy 100 hợp lý không? Lên được thôi. Anh Dương thấy 100.000. Ai, ai dồi ôi, sao nó cắn. Nó cắn đùi. Mày, nó mà cắn, nó cắn súng thì chết. 100.000 được không? Được đấy, nhỉ, phải diều. 100.000 đi bao gió luôn. Bao gió, ừ đúng rồi, con này đi bao gió, ở khung nó to không? Còn một cái diều. Ây dạ, ây dạ. Cái thằng này. Thằng này nó hay cắn đấy nhỉ. Chú Lương, cháu đẹp á. Còn một cái diều. Ui, 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 ui. Ây, 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 chết ngã. Đi vào không? Nó thèm thịt. Nó thèm thịt đấy. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video này của mình. Trong cái video này chủ yếu là mình muốn cho các bạn chiêm ngưỡng một nghiện nhân trẻ. Một nghiện nhân trẻ làm được con diều 2 mét này. Phải nói là về hình thức thì miễn chê, về cái độ lên thì hơi nặng gió. 100.000 cả diều cả sáo. Anh em nào kết thì liên hệ chỗ anh Dương đấy. Tại vì toàn anh em 500 anh em của anh Dương thôi. Cho nên là anh Dương anh giải quyết mọi vấn đề. Đấy, ok, bye bye tất cả anh em. Bye bye đi em. Bye bà. Chốt 100 nhá. Vâng. 100 vâng luôn. Đấy, nó bảo lấy nó bảo 150. Phải trên 150, giờ 100 cũng bán. Mình mà nói tí nữa xuống 50 ấy. Anh em cảm thấy video mình hay nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh và chia sẻ kênh nhé. Bye bye. Bye bye anh em nhá.